Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn, đây là chuyện về một người đàn bà sát hại chồng. Điều đáng nói ở đây đó là trước tòa, người đàn bà này luôn nhận là người chung thủy. Nhưng khi luật sư đưa kết quả giám định ADN cho thấy hai đứa con không phải là ruột thịt của nạn nhân, thì ả chỉ còn biết lặng thinh tím mặt. Hậu sát hại chồng, vợ lòi mặt chuột có con hoang. Năm 1992, anh Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 1969, và Nguyễn Hồng Linh, sinh năm 1973, hiện trú thôn 2 xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau một thời gian dài tìm hiểu, yêu nhau, đã quyết định cùng chung tay xây dựng túp lều tranh lý tưởng. Cuộc sống ngày ấy, tuy còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng anh Hiếu vốn là người có sức khỏe, lại siêng năng cần cù, sống có trách nhiệm, nên hai vợ chồng không bao giờ lầm vào cảnh thiếu ăn. Sau nhiều năm năng nhặt chặt bị, từ việc cày thuê cuốc mướn cật lực, hai vợ chồng cũng tậu được ngôi nhà khang trang, mua được hơn 1 hecta đất dãy cà phê. Hàng ngày anh Hiếu vẫn đều đặn lên dãy hoặc làm cho những ai có nhu cầu thuê công, còn Linh thì lo quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Về vật chất có thể nói là họ đã tạm ổn. Tuy nhiên, vì cưới nhau đã mấy năm nhưng trong nhà vẫn thiếu vắng tiếng cười khóc của trẻ con, nên anh Hiếu cũng hơi chạnh lòng. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà anh bắt đầu bầu bạn với rượu để giải sầu. Mãi đến 6 năm sau ngày cưới, 1998, Linh mới chuyển dạ, sinh đứa con đầu lòng là Nguyễn Đức Chiến. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ mang lại niềm vui vô bờ bến cho anh Hiếu và gia đình. Rồi sau năm tiếp theo, năm 2004, bé Nguyễn Ngọc Kiều My chào đời, càng làm cho ngôi nhà nhỏ tràn ngập niềm hạnh phúc. Thế nhưng, chính cũng từ đây, anh Hiếu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, bởi hàng xóm luôn xì xào rằng anh bị cắm sừng, rằng hai đứa trẻ mà anh hết mực thương yêu là kết quả của những cuộc tình vụng trộm lằng nhằng của vợ mình. Không ai biết anh Hiếu nghĩ gì, nhưng ai cũng thấy anh ít nói hơn hẳn và uống rượu nhiều hơn. Mặc dù trách nhiệm với gia đình anh không hề bỏ bê, và tình yêu với Linh và hai đứa con vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Vợ chồng cãi nhau vốn là chuyện thường tình trên thế gian, thế nhưng có lẽ anh Hiếu là người đàn ông quá bất hạnh khi vớ phải cô vợ được mệnh danh là cọp cái. Mỗi lần cãi nhau, Linh hết ngắt nhéo, xé xác, hay thậm chí có lúc cầm dao dựa đuổi đánh chồng. Anh Hiếu chỉ đối phó lại bằng cách âm thầm chịu đựng để vùi cửa yên nhà, hay như bịt tai đi ngủ cho yên chuyện, rồi sau đó lại đầu tắt mặt tối, đi cày mang tiền về nuôi gia đình. Người đàn bà tên Linh này có lẽ cũng chỉ có một trên đời, đang sống trong phước tam sinh hữu hạnh, nhưng Linh nào có biết trân trọng, đã nhẫn tâm giày xéo đời anh Hiếu hết lần này đến lần khác. Và đỉnh điểm của thảm kịch xảy ra vào tối 26 tháng 10 năm 2010. Như thường lệ, hai vợ chồng lại nổ ra cãi vã, rồi dẫn đến xô xát. Anh Hiếu liền nói, ly dị đi. Thì Linh liền chạy ra sau nhà, lấy cây cuốc bổ vào khắp người chồng, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Linh hớt hải chạy qua, nhờ đưa anh Hiếu đi cấp cứu, thì hàng xóm mới chạy sang. Thế nhưng đã quá muộn, anh Hiếu đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. Trước tòa, Linh cho rằng anh Hiếu là kẻ nghiện rượu. Linh thường xuyên phải chịu đựng sự chửi bới của chồng nên đã lấy cuốc đánh lại để tự vệ. Khi luật sư của bị hại đưa ra biên bản pháp y, ngoài chết vì bị đứt động mạch gân kheo, đứt bánh chè, trụy tim mạch do ba nhát cuốc của Linh gây ra, trên người anh Hiếu còn có nhiều vết bầm tím, một vết rách dài ở cùi tay. Linh còn nói cuốc hai nhát đầu chưa việc gì, chỉ đến nhát cuốc thứ ba mới thấy chảy máu. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động diễn ra cuối tháng 5 năm 2013, bị cáo Linh luôn miệng khẳng định mình là người trung thủy, chứ không lằng nhằng như lời thiên hạ đồn. Hai đứa con Linh sinh ra đều là con ruột của anh Hiếu. Đến khi vị luật sư đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN đề ngày 22 tháng 11 năm 2010, chứng minh Nguyễn Đức Hiếu không phải là cha ruột của hai đứa trẻ, người đàn bà này mới lặng thinh cúi mặt. Khi đại diện Viện Kiểm sát trưng ra hai tờ giấy khai sinh của Chiến và My với nội dung rằng trong giấy khai sinh
đã nêu rõ anh Hiếu là cha đẻ của Chiến và My, nên đây là bằng chứng pháp lý cao nhất chứng minh hai đứa trẻ là con ruột của anh Hiếu. Nhiều người đã chạy lòng. Có lẽ anh Hiếu đã biết sự thật này trước đó, nhưng vì nhiều lý do, anh đã im lặng. Bà Lan cho biết, từ ngày anh Hiếu mất, cộng thêm việc khám phá ra hai đứa cháu nội bỗng dưng là người ngoài, chồng bà đã nửa mê nửa tỉnh. Bệnh suy gan và đau dạ dày càng thêm nặng. Trước khi phiên tòa này diễn ra 2 ngày, ông đã phải nhập viện vì bệnh tái phát trầm trọng. Kết quả ADN trên một lần nữa như vết dao cứa vào tim người thân anh Hiếu. Bà Lê Thị Lan, 64 tuổi, mẹ anh Hiếu nức nở. Dòng họ đau đớn không chỉ vì chuyện xấu hổ của anh mà còn mang nặng tủi hổ với dân làng. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, Hiếu chạy về nhà khóc. Gia đình khuyên nếu không sống được với nhau hãy ly hôn. Nhưng Hiếu quá yêu vợ và hai đứa con. Cũng vì Hiếu luôn yêu thương hai con nên gia đình bà cũng chẳng mảy may nghi ngờ chúng nó là người ngoài. Sau khi lo đám tang cho anh Hiếu xong, hàng xóm xì xào chuyện này, bà Lan đã âm thầm lấy mẫu ADN của hai đứa trẻ vào thành phố Hồ Chí Minh thử, thì quả đúng như vậy. Bà Lan cho biết, từ ngày anh Hiếu mất, cộng thêm việc hai đứa cháu nội bỗng dưng là người ngoài, chồng bà đã nửa mê nửa tỉnh, bệnh suy gan và đau dạ dày càng thêm nặng. Trước khi phiên tòa diễn ra, ông đã phải nhập viện vì bệnh tái phát. Anh Hiếu là con cả, là chỗ dựa lớn nhất của vợ chồng bà Lan khi tuổi xế chiều. Việc mất anh Hiếu và hai đứa cháu là nỗi đau không gì có thể bù đắp đối với hai vợ chồng già. Và còn hai đứa trẻ, chúng nào có tội tình gì? Chẳng biết khi mẹ đi tù, tương lai các cháu sẽ ra sao? Trước vảnh móng ngựa, điều khiến gia đình bị hại đau lòng không chỉ là sự thật phũ phàng trên, mà còn là sự ngoan cố của Linh khi bị cáo luôn cho rằng vợ chồng mình sống hạnh phúc và Linh luôn chối tội. Thảm kịch gia đình phải chăng bắt nguồn từ sự lăng loàn của Linh? Có lẽ chỉ có Linh mới là người hiểu rõ nhất. Theo mức án đã được tuyên, đến giờ này Linh cũng đã mãn hạn tù trở về với cuộc sống tự do. Mong rằng trải qua quãng thời gian trả án ấy, người đàn bà này rút ra được bài học cho chính bản thân mình và cố gắng sống tốt một quãng đời lương thiện còn lại.